Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vũ Thảo Vi, học sinh lớp 4A2, trường tiểu học 2 Tân Lâm Hương, xã Tân Lâm Hương, huyện Đại Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đến với cuộc thi tìm hiểu và đồng hành cùng kênh, cùng bạn đọc sách, chia sẻ sách hay, chung tay chống dịch. Đầu tiên, em xin nói sơ qua hiểu biết của em về kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Với sự ra đời năm 2020, đến nay tròn một năm, kênh Cùng Bạn Đọc Sách chính thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh cả nước thực hiện cách ly xã hội, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Để góp phần giúp mọi người sử dụng thời gian ở nhà một cách hữu ích. Với mục tiêu truyền cảm hứng, kết nối và lan tỏa tri thức, kênh đã ra đời như một món quà cho những người yêu thích đọc sách báo, đã và đang góp phần thúc đẩy văn hóa đọc. Ban đầu, cấu trúc của kênh chỉ có 4 chuyên mục: sách hay nên đọc, đọc sách cùng bàn, góc bàn đọc và góc dành cho người yêu văn hóa đọc. Để góp phần hoàn thiện, lan tỏa, phát triển kênh, mình xin góp ý tưởng xây dựng thư viện vui trong lớp, tổ chức góp sách truyền của mình hoặc người thân ủng hộ tủ sách của lớp. Các em chính là người tạo thư viện vui và trang trí những đồ vật mà các em yêu thích và sắp xếp các loại sách do các em mang đến. Tổ chức các giờ đọc sách trong các giờ sinh hoạt tập thể để hình thành cho các em thói quen đọc, trao đổi, chia sẻ những nội dung mà các em vừa đọc. Thường xuyên thay đổi không gian điểm đọc để tạo cho các em hứng thú, không bị nhàm chán, gò bó. Các loại sách sẽ được thay đổi phù hợp với từng thời. Rèn cho học sinh đọc sách là một thói quen hàng ngày. Cuốn sách mình yêu thích nhất là cuốn sách truyền cổ tích Việt Nam hay nhất. Các bạn hãy cùng mình bước vào thế giới cổ tích đầy thơ mộng thông qua những trang sách hồng các bạn nhé. Sách có khổ 21x14cm, dày 183 trang của nhà xuất bản Dân Trí do Ngọc Hà sưu tầm và biên soạn. Trang bìa cuốn sách được minh họa bằng hình ảnh những câu chuyện cổ tích, đó là hình ảnh vua Hùng cưỡi ngựa chở mì châu chạy trục suốt dọc, là hình ảnh cây trầu quấn quanh cây cau bên cạnh tảng đá vôi và giếng nước. Nổi bật trên cùng là dòng chữ truyền cổ tích Việt Nam hay nhất. Tất cả như đang khơi gợi trong ta sự tò mò, mong muốn khám phá nội dung của sách. Nào, cả ba hãy cùng mình đến với nội dung của sách này nhé. Truyền cổ tích Việt Nam hay nhất là một tuyển tập gồm 38 câu chuyện kể về cuộc đời của các nhân vật, từ nhà vua, công chúa cho đến anh khoai, cô tấm. Mỗi câu chuyện đều có yếu tố kỳ ảo, không chân thực, nhưng tất cả đều thể hiện khát vọng, ước mơ của người dân về một thế giới cái thiện, cái đẹp, luôn chiến thắng cái ác, cái xấu. Trong 38 câu chuyện cổ tích đó, câu chuyện mà mình yêu thích nhất và để lại ấn tượng sâu sắc nhất là câu chuyện Cây Tre Trăm Đốt. Câu chuyện kể về một chàng trai tên là Khoai, hiền lành chăm chỉ, làm thuê cho phụ ông gian ác, tham lam. Một hôm, phụ ông nói với Khoai chỉ cần làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm thì ông sẽ gả con gái cho. Thế nhưng, phụ ông lại định gả con gái cho người giàu trong làng. Khoai tức hỏi phụ ông thì ông nói: mày vào rừng tìm cây tre trăm đốt về đây thì ta sẽ gả con gái cho. Khoai vào rừng và đã được một giúp. Khi về, thấy phụ ông đang tổ chức đám cưới cho cô con gái và con gã nhà giàu. Khoai tức lắm, liền hô cho phụ ông: cha con nhà giàu dính luôn vào cây tre. Vì muốn thoát khỏi cây tre nên phụ ông đành phải đồng ý gả con gái cho anh Khoai. Kết thúc câu chuyện bằng một đám cưới của anh Khoai và cô con gái phụ ông. Thông qua câu chuyện, bài học dành cho mỗi chúng ta là sống trên đời phải luôn lương thiện, nhân hậu. Không, nếu như vậy, chúng ta sẽ được nhiều người giúp đỡ khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, phần lời hết sức dễ hiểu, hy vọng sẽ góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước của mỗi chúng ta. Phần chia sẻ của mình đến đây là hết. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một mùa hè vui bên từng trang sách.